Xin chào bạn, hôm nay trong video này thì mình sẽ xin giới thiệu với các bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể điền các chữ cái theo bảng chữ cái thứ tự trong Excel khi các bạn kéo xuống phía dưới. Ví dụ như sau, đầu tiên là chúng ta có A, B, C ở A4, A5, A6 như thế này chẳng hạn. Chúng ta muốn là khi chúng ta chọn ba ô này và chúng ta bấm vào đây, kéo xuống phía dưới thì Excel sẽ hiểu được cho chúng ta là chúng ta muốn điền tiếp là D, E, F, G, H, I, J, K, vân vân. Và theo cái logic như vậy thì các bạn có thể làm như sau để Excel có thể hiểu ra được điều đó. Đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị một bảng chữ cái. Ở đây mình đã chuẩn bị một bảng chữ cái theo tiếng Anh, đó là từ A cho đến Z. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây từ A1 cho đến Z1. Các bạn có thể thay bằng bảng chữ cái nào tùy ý hoặc là bất cứ ký tự nào các bạn muốn. Và sau đó các bạn sẽ bấm vào thẻ File, sau đó các bạn sẽ chọn Options, rồi ở trong thẻ Advanced thì chúng ta kéo cái thanh trượt này xuống phía dưới ở trong mục General. Trong mục General này thì chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn là bấm vào nút Edit Custom Lists. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn là Import List from Cells và bấm vào cái nút nhỏ nhỏ này. Và như các bạn đã biết là mình sẽ chọn từ A1 cho đến Z1 như thế này. Ok, sau đó mình sẽ bấm lại vào nút xuống phía dưới. Sau đó chúng ta sẽ bấm nút Import. Và như vậy chúng ta đã có cái list hay là cái danh sách chữ cái này rồi. Chúng ta bấm OK lần thứ nhất, OK lần thứ hai. Và bây giờ với tất cả những cái ví dụ như là ABC này chẳng hạn, khi chúng ta chọn ba cái dòng đó, chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới như thế này. Thì các bạn để ý là Excel đã gợi ý cho chúng ta là Excel sẽ điền những cái chữ cái tiếp theo ở trong bảng chữ cái. Còn nếu mà các bạn muốn Excel lặp lại cái hành động như ở bên cột A này thì chúng ta chỉ việc bấm vào chỗ này, bấm vào cái hình tam giác nhỏ nhỏ ở đây và chọn Copy Cells mà thôi. Và nếu mà không muốn như vậy thì chúng ta sẽ chọn Fill Series như bình thường, thì chúng ta sẽ sử dụng được cái danh sách mà chúng ta đã định nghĩa ở đây. Cái việc định nghĩa danh sách này các bạn chỉ việc làm một lần cho Excel của bạn mà thôi, chúng ta không phải lặp lại các hành động này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.